Chào các em, hôm nay chúng ta lại đến với một bài học mới, phần Language Focus. Giống như mọi khi, cô sẽ hướng dẫn chúng ta bằng tiếng Việt để chúng ta tiện theo dõi. Phần đầu tiên trong ngữ pháp, cô muốn giới thiệu với chúng ta là adjective of attitude, tính từ chỉ thái độ. Một số động từ chúng ta cộng với in thì nó sẽ cho ra là tính từ, hoặc là chúng ta sẽ cộng với ed thì nó sẽ là tính từ chỉ thái độ. Ví dụ, như em nhìn ví dụ ha, chúng ta có động từ là gì? Interest. Chúng ta sẽ có tính từ interest cộng với in thì chúng ta có là interesting, là một tính từ. Hay là chúng ta có interesting, cũng là tính từ. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ có in tận cùng hay là tính từ có ed tận cùng như thế nào đây? Tính từ với tận cùng là in hoặc là ed. Now look at the example, coi ví dụ với em. Mary has been doing the same job again and again for a long time. She doesn't enjoy it. Cô này cũng làm một cái công việc thì cô cảm thấy là không có thích. Vậy thì chúng ta sẽ dùng tính từ để mô tả về cái cô Mary này như thế nào. Một là chỉ cô Mary. Tính từ gì? Hai là cái công việc của cô như thế nào. Công việc thì boring. Chúng ta sẽ dùng tính từ có in tận cùng. Còn cổ thì có làm sao? She bore. Cổ bị buồn chán bởi cái công việc đó. Mary's job is boring. Mary is bored with her job. Chúng ta có cái quy tắc là gì? Mình nhìn vô cái rules. Cái tính từ mà tận cùng có in á, thì chúng ta đưa ra cái nhận xét của ai đó về sự vật, hiện tượng, là bản chất của người hay vật, sử dụng trong câu chủ động. Tính từ có đuôi là ed chỉ ra cảm nhận của ai đó. Ai đó chịu sự tác động của sự vật, hiện tượng, sử dụng trong câu bị động. Vậy thì chúng ta thấy là tính từ có in thì chủ từ của nó là gì? Sự vật, hiện tượng, bản chất của người hay vật. Còn khi chúng ta sử dụng tính từ có ed thì chủ từ của nó là gì? Mary, là ai đó, người nào đó chịu sự tác động của các sự vật, hiện tượng nào. Chúng ta sẽ làm bài tập thứ nhất liên quan tới tính từ có in hoặc là ed. Write the adjective forms of the verbs below. For example, chúng ta có ví dụ. Cô có chữ fascinate. Cho ra tính từ gì? Chúng ta sẽ cho ra tính từ là fascinating. Chúng ta chú ý động từ kết thúc bằng e thì chúng ta bỏ e và chúng ta cộng thêm cái đuôi in vào. Từ thứ nhất là cô có là fascinate, excite, terrify, irritate, horrify, bore, surprise, amuse, embarrass, frustrated. Fascinate thì mình có là gì? Fascinating, excite, exciting, terrify, terrifying, irritate, irritating, horrify, horrifying, bore, boring, surprise, surprising, amuse, amusing, embarrassed, embarrassing, first grade,
Frustrating. In ngữ pháp thứ hai, cô muốn giới thiệu đến chúng ta là cấu trúc it was not until. Đã. Cấu trúc này có nghĩa là cho đến khi. Chúng ta sẽ xem ví dụ. À, đây là một cái tấm hình chụp đám cưới em nha. Cô dâu với chú rể gì đó ha. Ví dụ là gì? This picture was taken when she got married 3 years ago. Cô ta đã kết hôn là 3 năm rồi phải không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng cấu trúc này. Chúng ta dùng cấu trúc này như thế nào? It was not until. Và chúng ta sử dụng cái gì đây nha? À, cái năm. Thế chị, tới đáp. Sao đáp là một mệnh đề dùng ở thì quá khứ ha. Chúng ta thấy là got married. Hai là chúng ta sử dụng cấu trúc gì? It was not until she was 25. À, đây là một mệnh đề. Thế đáp, sao đáp cũng là một mệnh đề ở quá khứ. She got married. It was not until 2007 that she got married. Hay là người ta sẽ ghi là gì? It was not until she was 25 that she got married. À, chúng ta coi cái quy tắc rules. Quy tắc thứ nhất, cấu trúc này là gì? It was not until cộng với thời gian trong quá khứ. Sao nó là đáp? Mà chúng ta nhớ sao đáp thì chúng ta sử dụng một cái gì? Một cái clause, một mệnh đề ở quá khứ đơn nha. Cái cấu trúc thứ hai cũng là cấu trúc này, nhưng mà sau it was not until thì chúng ta sẽ dùng một cái clause, một cái mệnh đề ở quá khứ đơn cộng với đáp. Sau đáp cũng là một cái clause ở quá khứ đơn, mệnh đề gồm có chủ từ, động từ nha. Bài tập thứ hai, rewrite the following sentences. Chúng ta sẽ viết lại những câu này. Chắc là dùng cấu trúc it was not until that. Ví dụ, the cinema did not become an industry until 1915. Thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc, chúng ta viết lại it was not until 1915 that the cinema really became an industry. Now, from number 1 to number 5. Phải làm câu 1 đi. Rồi chúng ta thấy sao until là gì? Sao until là gì? À, thời gian trong quá khứ. Vậy thì này là không phải là mệnh đề rồi ha. Thì chúng ta sẽ dùng là gì? It was not until. Rồi chúng ta ghi cái thời gian trong quá khứ này vô. Sau đó là tới that. Sau that là một mệnh đề ở quá khứ đơn. She became a teacher. Câu thứ hai, sao until mấy em thấy có gì? Sao until mình có là một mệnh đề. She was 30. Chỉ là mệnh đề. Mệnh đề thì chúng ta sẽ viết là cấu trúc là gì? It was not until. Sao until chúng ta đem mệnh đề này ra đây. Tới đáp, sao đáp là gì mấy em? Sao đáp là một mệnh đề. He knew how to swim. À, chúng ta thấy ha, khi sao chúng ta dùng đáp thì sao đáp này không phải là một quá khứ đơn, nhưng mà nó không có phủ định nha. Câu số 3, sao until là gì? Thời gian trong quá khứ. It was not until 1980 that they began to learn English. Câu số 4, sao until là gì? Là một mệnh đề. Vậy mình đem mệnh đề này đem ra sau cái cụm từ là gì? It was not until.
It was not until his father came home that the boy did his homework. Câu số 5 sao until là gì? Là một mệnh đề, một clause, mệnh đề. Thì mình lấy mệnh đề này đem ra sao? It was not until nè ha. Đem ra. It was not until the light were on that the football match started. Điểm ngữ pháp thứ ba cô giới thiệu với chúng ta là article, mạo từ. Mạo từ thì chúng ta có gì? An, và the. Và có ví dụ. For lunch, I had a sandwich and apple. The sandwich wasn't very nice, but the apple is very delicious. À, chúng ta thấy người ta sử dụng cái mạo từ ở trong đây như thế nào đây? Use, cách sử dụng mạo từ. Dưới an ha, thì dùng cho danh từ đếm được số ít. Hoặc là chúng ta dùng khi danh từ được nhắc đến lần đầu tiên. The được dùng cho danh từ xác định đã được nhắc đến trước đó. Hay là the được dùng cho cả danh từ số ít, số nhiều, đếm được và không đếm được. Em làm bài tập số 3. Bài tập số 3 yêu cầu là chúng ta dùng an và the trong cái number blank, những cái người ta gợi ý cho chúng ta sẵn ở đây, chúng ta chỉ cần dùng mạo từ vô đây thôi. This morning I bought newspaper. Thì mình dùng hoặc là dùng dùng an hoặc là the. Đây là cái danh từ được nhắc lần đầu. And magazine. Đây cũng được nhắc lần đầu. The newspaper. Thì chúng ta thấy là ở phía trên chúng ta có newspaper rồi. Thì chúng ta dùng bây giờ chúng ta xuống đây chúng ta dùng the nhắc đến lần thứ hai. Tương tự như vậy thì chúng ta có chữ magazine, nhắc lần đầu dùng ờ, vậy là lần nhắc lần thứ hai trong đây thì chúng ta sẽ dùng the. Tiếp tục với câu số 2. Câu số 2 là gì? I saw an accident. Chúng ta có gì? Accident. Accident này là nó bắt đầu bằng cái gì? Nguyên âm. Chúng ta dùng an. A car crashed into một chiếc xe đâm vô cái cây, mấy cây. Okay. A tree. Rồi chúng ta nhìn số 7 với số 8 ha. Chúng ta có thấy cái này off nè ha. Chúng ta nhìn off. Trước off này thì chúng ta có danh từ. Vậy thì chúng ta sẽ dùng the ở đây. Mạo từ the được xác định bởi cụm từ theo sau. Cụm từ theo sau chữ off nha. Vậy thì sau off thì chúng ta cũng dùng the ha. Rồi mạo từ the của chữ driver là xác định bởi off. Số 9. The car. Car hôm trước người ta dùng gì? Giờ mình nhắc lại lần thứ hai mình dùng the. Tiếp tục với câu số 3. There are two cars parked outside. Vì chữ car này là người ta nói lần đầu rồi nè. The blue one là cái xe. Đại từ để thay thế cho chữ cái xe đúng không? Vậy là nhắc lần thứ mấy? Lần thứ nhất, the blue one and a gray one. Nhắc lần thứ nhất. Nhắc lần thứ hai là dùng the tương tự. Chúng ta có the owner. Này giống như câu số 2 của nó này ha, được xác định bởi cụm từ theo sau nè, là the owner gọi gì? Of the red car. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.
Bye bye, see you.